Xin chào tất cả anh chị em, hiện tại thì tôi đang có mặt tại dinh Vua Mèo, còn gọi là dinh Vương. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan một trong những địa điểm rất là nổi bật ở Hà Giang này. Và đến với Hà Giang thì bao giờ người ta cũng sẽ đến với dinh Vua Mèo để tham quan với dinh Vua Mèo. Và bây giờ thì sẽ di chuyển lên trên để nghe thuyết minh về dinh Vua Mèo bởi các chị thuyết minh tại điểm ở đây, và là những người con cháu của dòng họ Vương ở đây sẽ trực tiếp nói về cái dinh thự này. Rồi, xin mời tất cả anh chị em. Vâng, em xin chào cả đoàn mình ạ. Vâng, em xin được tự giới thiệu, em tên là Vương Thị Mai, là con cháu đời thứ 5 của cụ Vương Chính Đức. Vâng, thưa cả đoàn mình, và nơi chúng ta đang đứng ở đây, đó là trước cổng chính của tòa dinh thự nhà họ Vương. Nơi đây thuộc xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, cách thị trấn Đồng Văn là 15 km. Vâng, thưa cả đoàn mình, và tòa dinh thự này ạ, thì được ông Vương Chính Đức khởi công xây dựng vào năm 1898 và hoàn thành 5 năm sau đó, tức là năm 1903, với tổng chi phí ở đây là 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương. Số tiền rất lớn, nhưng đây chỉ là cái số tiền mà thuê nhân công, còn nguyên vật liệu là không mất tiền mua mà được khai thác tại trong vùng. Ông Vương Chính Đức sinh năm 1865 và mất năm 1947 tại xã Xà Phìn. Gia đình ông rất là nghèo, được thiên di từ bên Vân Nam, Trung Quốc sang mảnh đất Đồng Văn vào những năm giữa thế kỷ thứ 18. Sau khi ông lớn lên thì ông đã phải lang thang nơi đây mai đỏ để kiếm kế sinh nhai. Sau đó, ông đã tham gia vào một tổ chức của người Hơ Mông gọi là Hưu Nai để chống lại quân Cờ Đen. Trong cái quá trình mà đấu tranh chống lại quân Cờ Đen thì ông đã được người dân ở mảnh đất Đồng Văn này suy tôn lên làm thủ lĩnh, đứng đầu cai quản 4 huyện vùng cao, bắt đầu từ huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc thành một khu tự trị riêng của người Hơ Mông gọi là Châu Đồng Văn. Ông cai quản 4 huyện như vậy thì ông có khoảng 7 vạn dân. Và từ khi ông đứng lên làm thủ lĩnh thì Đồng Văn đây bắt đầu có một cái nguồn thu nhập lớn, đó chính là cái cây thuốc phiện. Mỗi năm thì ông có thể thu được khoảng 20 tấn thuốc phiện đem bán và trao đổi với người Pháp và Trung Quốc với một cái lợi nhuận rất là cao, gấp 10 lần trước đó. Ngoài ra thì ông còn là người đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho người dân. Chính vì những cái quyền lợi mà ông đem lại cho người dân như vậy thì người dân ở đây rất là tôn sùng ông, nên mới suy tôn ông nên làm người đứng đầu của người dân tộc Mông trên này. Vâng, và trước khi để xây dựng được tòa dinh thự thì ông Vương Chính Đức đã cho mời một người thầy phong thủy có tên là Trương Chiếu, là người Hán ở xã Phố Là, huyện Đồng Văn, đi tìm địa điểm cho ông xây khu dinh thự. Và ông đã đi khắp 4 huyện vùng cao suốt một quãng thời gian khá là dài. Cuối cùng thì ông đã dừng chân tại mảnh đất Xà Phìn với cái lời giải thích như sau. Theo ông, ở tại giữa cái thung lũng này đây ạ, đã nhô lên một quả đồi hình mai của con rùa tượng trưng cho thần Kim Quy. Và xung quanh đây ạ, thì còn có núi cao bao bọc. Nếu ông xây dựng ngôi nhà trên lưng con rùa như vậy thì sự nghiệp của ông sẽ thành đạt về sau, cũng như là dòng họ sẽ giàu sang phú quý suốt đời. Ngoài ra thì ở đằng sau ngôi nhà này còn có một cái dãy núi hình ghế tựa, ngôi nhà có thể dựa lưng vào đó rất là vững chắc. Và hai bên đây ạ, thì còn có núi cao ngang trời, núi cao chọc trời, tượng trưng cho cái sự đủ đầy, ấm no, hạnh phúc của con cháu. Còn ở phía trước có hai ngọn núi, một ngọn núi thấp ở bên đây tượng trưng cho ông Quan Văn, và ngọn núi nhọn cao hơn tượng trưng cho ông Quan Võ Đừng Hầu. Đằng sau hai ngọn núi đó còn có một cái dãy núi chật ngang như là rồng uốn lượn. Với cái địa thế phong thủy và quân sự tuyệt vời như vậy, ông Trương Chiếu kết luận đây là cái mảnh đất dành cho bậc anh kiệt, khu dinh thự nên được xây dựng tại đây. Và sau khi hoàn thành khu dinh thự thì ông đã cho người viết hai câu đối bằng chữ nho ngay ở trước cổng ra vào. Câu đối bên trái: từ trong ra ngoài, gia tích thiện hiền, nhân xuất nhập, có nghĩa là nhà tích đức, tích đức thiện và người hiền ra vào. Và câu bên phải bên đây ạ, môn phong lưu, quỷ khách vãng lai, cánh cửa gia đình luôn rộng mở đón khách tới thăm. Vâng, và như cả đoàn chúng ta thấy, những cái cây sa mộc to đây ạ, là cái giống cây sa mộc bản địa ở đây. Tính từ cái thời điểm đó đến bây giờ thì những cái cây này cũng đã hơn 119 năm tuổi rồi ạ. Và đối diện với khu dinh thự là con 6 hộ gia đình con cháu ngay ở phía bên dưới cổng, là con cháu đời thứ 4 và đời thứ 5 của cụ. Trước năm 2004 thì 6 hộ này vẫn sinh sống trong khu dinh thự. Sau đó thì nhà nước đã trùng tu lại và hỗ trợ 6 hộ xuống bên dưới sinh sống rồi ạ.
và ngay ở phía ngoài cổng ngoài tường rào đá đấy ạ, là có cái khu mộ của dòng họ. Ngoài này thì có mộ của mẹ ông Vương Chí Sinh, tức là vợ cả của ông Vương Chính Đức, và có mộ ông Vương Chí Sinh và con cháu anh em họ hàng ở đây. Còn mộ của cụ Vương Chính Đức thì theo nguyện vọng và phong thủy thì không được chôn ở đây mà được chôn ở đằng sau quả núi hình kim tự tháp ở ngay trước mặt đây ạ. Vâng, thuộc thôn Lầu Trà Tùng cách đây là 3 cây số, được chôn trên lưng chừng núi, địa thế rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì còn có cái bức tường thành bằng đá xanh đây, cao hơn 2m và có khoảng 36 lỗ chiều mai có công năng phòng thủ. Cứ cách 5-6m là lại có một cái lỗ chiều mai. Ngày xưa ở một cái lỗ đó sẽ tương ứng với một người lính đứng đó canh gác và bảo vệ ở đây ạ. Và tổng diện tích của tòa dinh thự tính từ tường rào đá và bên trong đây ạ là gần 5.000m2 ở đây. Ngoài ra thì hai bên đây còn có các cái công trình phụ như là bể nước, hai cái nhà kho và hai cái chuồng ngựa. Vâng, và em mời đoàn mình sẽ di chuyển vào trong tòa dinh thự ạ. cho tôi đi hát anh em ơi. Nào. Vâng, thưa đoàn mình, và tòa dinh thự này được ông Vương Chính Đức ông xây dựng trong 5 năm như vậy thì với tổng số phòng ở đây là 64 phòng liên thông nhau, xây theo nhà 2 tầng và xây theo 3 cấp bậc cao dần từ ngoài này vào bên trong. 3 cấp bậc đó được gọi là tiền dinh, trung dinh và hậu dinh. Sau mỗi cấp nhà thì sẽ có một cái sân được lắp đà phiền như cái sân này mà người Á Đông gọi đó là giếng trời, là nơi hứng ánh sáng vào trong khu dinh thự. Còn nguyên vật liệu chính đó là bằng gỗ thông đá và đá xanh được khai thác tại trong vùng. Và đặc biệt là cái ngói lật trên mái nhà này được lập bằng ngói đất nung của địa phương đây, đầu ngói lật còn được in hoa văn hình chữ thọ rất là đặc biệt. Bao quanh thì được trình bằng tường đất, dưới trên tường thì được làm bằng móng đá để tránh trời mưa nát vào tránh ăn mòn chân tường. Ngày xưa thì đồng văn đây nổi tiếng là cái nôi của thốc phiện, nên trong khu dinh thự có rất là nhiều kiến trúc giống quả thốc phiện, đặc biệt như là hai cái chân cột nhà bằng đá trên này ạ. Đều được làm giống quả anh thúc và cũng biểu tượng cho cái nền kinh tế ngày xưa của đồng văn ở đây. Và nguyên liệu chính của nó thì cũng từ đá xanh rất là bình thường thôi ạ. Nhưng bởi nó có được cái màu vàng đồng đẹp như vậy và cái độ bóng mịn như vậy là ngày xưa cụ đã thuê thợ dùng cái đồng bạc hoa xoài đông dương của Pháp đây ạ. Mài lên trên đó, mài cho đến khi nào mà những cái đồng bạc đó ăn mòn luôn 100 cái chân cột này. Một cái chân cột là sẽ mài tối nhất khoảng 800 đến 900 đồng bạc hoa xòe. Và định giá cái mức thấp nhất 1 đồng và 1 triệu thôi ạ, thì một cái chân cột sẽ rơi vào khoảng 800 đến 900 triệu bây giờ. Và trong khu dinh thự tổng là có 10 cái chân cột như thế này ạ. Và năm 1923, vua Khải Định đã sắc phong cho cụ Vương Chính Đức một bộ mũ áo quan, mũ cánh chuồn và một cái thẻ bài nhà như là một vị quan trị châu trị huyện ngày xưa trên này. Ngoài ra thì còn phong cho ông một bức hoành phi với 4 chữ vàng trên cùng được đọc từ bên trái sang. Biên chính khả phong có nghĩa là trấn giữ biên cương. Ngoài ra trên bức hoành phi này hai bên còn ghi hai câu, câu bên trái từ trong ra ngoài: cung tùng bang tá vương công Chính Đức đức chính, tặng khen người phò tá triều đình ông Vương Chính Đức đã dùng đức thi hành chính sự. Và câu bên phải bên đây ạ: Khải Định bát niên mạch đông mãn nguyệt cốc đàm công lập. Bức hoành phi này được làm vào ngày tốt cuối tháng 10 mùa đông năm Khải Định thứ 8 năm 1923. Ngày xưa thì gian tiền dinh là cụ dành riêng cho người lính và người giúp việc ở đây có khoảng 20 đến 30 người lính giúp việc. Những cánh cửa ra vào và những cái phiên đá đây ạ đều được người dân trong vùng họ tự đục khắc bàn tay. Ngày xưa là không có công nghệ như bây giờ và đường xá thì cũng rất là khó khăn nên người dân trong vùng họ tự đục khắc. Những cái phiên đá được người dân ở đây chở bằng sức người cách đây là 7 cây số về đây ạ. Ngoài ra cái gian tiền dinh này còn là trụ sở đầu tiên của xã Xà Phìn. Vâng, và đoàn mình sẽ di chuyển lên trên gian trung dinh trên này ạ. Đấy, 800 đồng.
Vâng thưa đoàn mình, và đây là cái gian trung dinh ạ. Và sang bên tay trái bên này, đó là cái gian nhà bếp để phục vụ cho cả tòa dinh thự. Còn sang bên phải bên này, đó là cái gian cụ dành cho con cháu mình ở. Tòa dinh thự được công nhận di tích quốc gia vào năm 1993. Sau khi được công nhận đến năm 2004, thì nhà nước đã hỗ trợ kinh phí để trùng tu tôn tạo lại những cái phần gỗ mục và hỏng ở đây. Ngày xưa thì được làm bằng gỗ thông đá và đã trùng tu lại bằng gỗ lim và gỗ nghiến. Gỗ ở đây thì gần như là đã thay đi 50% rồi, chỉ giữ được nguyên bản cái nền đá này, cái tường trình đất và cái hệ thống ngói trên mái nhà là giữ được nguyên bản từ xưa tới nay. Ngày xưa thì đồng văn đây còn bị ảnh hưởng bởi ba nền văn hóa, nên trong khu dinh thự được xây dựng theo ba kiểu kiến trúc. Thứ nhất là giống kiến trúc của người Trung Quốc, đó chính là phần giếng trời, phần xây theo ba cấp bậc cao dần theo bậc đế vương lên trên, phần mái cong trên mái nhà, nhà hai tầng, nhà bằng gỗ và nhà hình tứ hợp viện là giống kiến trúc của người Trung Quốc. Còn giống kiến trúc của người Pháp, đó chính là phần lan can bằng sắt ở trên phần hậu dinh thì chúng ta sẽ thấy những cái lỗ trầu mài, các bếp rửa trong các cái phòng hai bên đây ạ, và những cái ô cửa sổ được làm bằng kính là giống kiến trúc của người Pháp. Còn giống cái kiến trúc của người Mông ở đây ạ, đó là cái phần trình bằng tường đất, bao quanh bên ngoài là được xếp bằng tường đá và những cái ngòi âm dương là giống kiến trúc của người Hơ Mông ở đây ạ. Vâng, mời đoàn mình tiếp tục lên trên gian thờ chính trên này ạ. Vâng thưa đoàn mình, và đây là cái gian chính của tòa dinh thự, là cái gian thờ cúng tổ tiên của dòng họ từ xưa tới nay. Và dòng họ đã lấy 7 tên đệm chia ra các đời. 7 tên đệm đó được gọi là Chính, Trí, Đình, Quỳnh, Duy, Văn, Lập. Và người đứng đầu đó chính là ông cụ Vương Chính Đức. Ông có tên tiếng Mông là Vàng Dũng Lùng, ông có ba bà vợ. Và đây là ba vợ cả là người Hơ Mông, hơn ông 14 tuổi và có cho ông hai người con trai. Còn đây là bà ba. Bà là người Tây và có cho ông một người con trai. Còn bà thứ hai không có mặt ở đây ạ, là bởi vì bà không sinh được con trai mà toàn sinh con gái nên không được có hình ở đây, cũng như là ít được nhắc tới trong dòng họ. Vì ngày xưa trên này rất là trọng nam khinh nữ, nên là kể cả con gái ở đây ạ, cũng giống như là gáo nước đổ đi, lấy chồng là hết, sẽ không tính trong gia phả nữa. Và bà cả có hai người con trai, người con cả đó là ông Vương Chí Tinh ngồi gấp bên trong đây ạ. Vâng, và người con thứ hai là ông Vương Chí Sình. Còn con của bà ba, đó là ông Vương Chí Trư, ông đứng giữa đây. Và hiện tại còn 6 hộ gia đình con cháu ngay ở phía bên dưới cổng đây ạ, là nhánh của ông Vương Chí Trư, nhánh duy nhất còn ở lại đây ạ. Còn nhánh ông Vương Chí Sình và Vương Chí Tinh thì số ít vẫn ở Hà Nội và Sài Gòn, nhưng rất là ít thôi, đa số là sang bên nước ngoài hết rồi. Ông Vương Chính Đức, ông có 3 người con trai như vậy, thì ông được cho sang bên Bắc Kinh, Thượng Hải, Trung Quốc để học hỏi và mở mang kiến thức. Và nổi trội nhất đó chính là ông Vương Chí Sình, chính là người được kế nghiệp cha. Còn ông Vương Chí Trư đây ạ, thì ông cũng là một người rất là tài giỏi. Ông là người có chiếc xe mô tô đầu tiên của Pháp đi trên cái vùng này, đồng thời rất là giỏi về sửa chữa máy móc nhất trong vùng. Nhưng rất là tiếc một điều là sau khi ông đi Pháp về thì ông đã bị bệnh rất là nặng và bị cầm điếc về sau hạ. Còn ông Vương Chí Sình thì ông có 4 bà vợ. Vợ cả vợ hai là người Mông, vợ thứ ba là người Trung Quốc và vợ thứ tư là người Hà Đông. Nổi trội nhất ở 4 bà vợ, nhất là bà thứ ba. Bà này là người Trung Quốc và có tên là Trương Mỹ Thuần. Cha là người Quảng Đông Trung Quốc, mẹ là người Hà Đông Hà Nội bây giờ. Bà rất là xinh đẹp, tài giỏi và sắc sảo. Bà giỏi cả chính trị lẫn ngoại giao, giỏi tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc. Đây là muốn xuất nhập thuốc phiện ở đây là đều phải qua tay bà này. Chính vì bà giỏi như vậy thì bà thâu tóm toàn bộ quyền lực trong tòa dinh thự là đều do bà ba quản lý. Nhưng tiếc một điều, bà rất giàu nhưng bà lại không có con ạ. Vâng, và ông Vương Chí Sình, ông có 4 người vợ như vậy, nhưng ông chỉ có duy nhất một người con trai để nối dõi, đó là ông Vương Đình Thọ, có bức hình cuối khắp bên này ạ. Vâng, và ông Vương Đình Thọ này thì cũng đã mất vào năm 2003 tại Canada. Hiện nay, con cháu của ông là định cư bên Canada, không về bên này nữa.
Vào tháng 11 năm 1945, Bác Hồ có mời cụ Vương Chính Đức về thăm Hà Nội, nhưng do tuổi cao, sức yếu nên ông đã đề cử người con trai thứ hai của mình, đó chính là ông Vương Chí Sình đi thay. Ông đã thấy cha mình đi theo cách mạng và được Bác Hồ giang ngộ cách mạng, sau đó đã được kết nghĩa anh em với Bác, được Bác đặt tên cho là Vương Chí Thành, đồng thời thời trai trẻ với Bác đó là Nguyễn Tất Thành. Ông còn tham gia đại biểu Quốc hội khóa 1 và 2 và là chủ tịch đầu tiên của huyện Đồng Văn này. Vào những nạn đói năm 1945 thì người dân ở dưới kia di cư trên này rất là nhiều. Ông đã phân phát lương thực cho người dân và cống hiến rất là nhiều tiền bạc cũng như là tài sản cho nhà nước. Chính vì vậy, người dân rất là mến mộ ông, không biết gọi ông là gì, mới truyền miệng nhau gọi ông là Vua Mèo. Và sau khi ông lên làm chủ tịch của huyện Đồng Văn thì ông không hề ở đây ạ, mà ông ở bên thị trấn Phố Bảng cách đây là 15 cây số. Ông đã cùng bà ba của mình xây dựng một tòa dinh thự bên Phố Bảng cũng to như tòa dinh thự này, nhưng do là sát biên giới Trung Quốc nên vào chiến tranh biên giới năm 79 xảy ra thì Trung Quốc bắn pháo sang nên tòa dinh thự bên đó đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại tòa dinh thự của cụ Vương Chính Đức là đây. Ngày xưa thì Trung Quốc bắn pháo sang đây ạ. Vâng, từ đây sang bên Trung Quốc theo đường chim bay chỉ có 1 cây số. Nếu mà đi theo đường mòn thì sẽ rơi vào khoảng 3 cây số ở đây. Vì do địa thế bao quanh là núi đá nên bắn theo tầm thấp và ngắn thì núi sẽ chặn lại, bắn theo tầm cao và xa thì sẽ vọt qua, nên tòa dinh thự vẫn giữ được nguyên bản từ xưa tới nay, không bị ảnh hưởng gì. Và trong cuộc đời của ông Vương Chí Sình thì được Bác Hồ tặng rất là nhiều kỷ vật, nhưng mà đáng giá nhất ở đây đó là thanh gươm với 8 chữ do chính tay Bác tự đề, đó là tận trung bảo quốc bất thụ nô lệ, và tấm áo chiến thủ được Hội Phụ Nữ tỉnh Hải Dương năm 1950 tặng cho Bác tặng lại. Để ghi nhận công lao của ông với cách mạng thì vào tháng 10 năm 2006, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng cho ông huân chương đại đoàn kết dân tộc. Vì ông đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Vâng, và phòng bên trong đây là phòng của ông Vương Chí Trư, 2 phòng đằng sau là phòng của vợ con ông Vương Chí Trư. Vâng, và đoàn mình tiếp tục lên trên gian hậu dinh trên này ạ. Vâng, thưa đoàn mình, và đến đây thì cũng là cái gian cuối cùng gọi là hậu cung rồi. Và phòng bên trên đây là phòng làm việc tiếp khách và nằm hút thuốc phiện của ông ở đây. Còn trên gác là phòng ngủ của ông. Đối diện phòng ngủ của ông sang bên đây ạ, đó là phòng ngủ của ông Vương Chí Sình. Còn 2 phòng bên dưới đây là phòng của các bà vợ của ông Vương Chính Đức. Hai bên thì có 2 cái hầm đá, cộng lại cái kho tài sản vẫn có thuốc phiện có mở đây. Ngoài ra thì bên trên còn có 2 cái lô cốt hai bên để bảo vệ. Đứng lên trên đó, chúng ta có thể quan sát thì toàn bộ xung quanh khu dinh thự rất là rõ ràng. Và cái lan can giống của Pháp, đó là 2 cái lan can sắt đầy hạ. Vâng, vẫn nguyên bản từ xưa tới nay. 2 cái lan can và những cái kính được làm cửa sổ là ngày xưa đều được chuyển từ bên Pháp sang qua cảng Hải Phòng về đây để xây dựng. Ngày xưa bên này là chưa có. Trong này còn trang trí rất là nhiều hình quả anh túc bằng gỗ ở đây. Ngoài ra thì còn cái bể đá nhỏ bên này được đục từ đá xanh nguyên khối. Mà cái đá này thì lại rất là giòn, để đục được cái bể đá phải rất là kỳ công và tỉ mỉ. Phải mất gần như là 2 năm thì mới đục được cái bể đá nhỏ hình bán nguyệt này. Và cái này thì cụ đặt đây để hứng nước mưa sinh hoạt ban đêm cho cụ, cũng như là lấy nước pha chè và hút thuốc phiện ở đây ạ. Vâng, và đến đây thì cũng là cái gian cuối cùng rồi, nên là em mời đoàn mình sẽ tham quan tự do thôi ạ. Em chúc đoàn mình sẽ có một chuyến đi tham quan thật vui vẻ và may mắn. Vâng, em xin phép tại đây ạ. Thank you.